hai sai lầm rất thường gặp của bố mẹ trong cái quá trình mà giúp con tăng cường đề kháng mà chúng ta đôi khi không biết. Cùng tìm hiểu bác Thị Thắng trong video này thôi. Hai cái sai lầm này ấy, đôi khi chúng ta gọi là vô tâm, nhưng đôi lúc thì bác sĩ Thắng hay nói đó là chúng ta chưa có một cái cách nhìn tổng quan về một sức khỏe của một em bé. Các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều sản phẩm trên thị trường được quảng cáo là tăng cường đề kháng, rồi phát triển nhanh, cao lớn, tăng cân vân vân. Tất cả những sản phẩm đó đều rất tốt. Thế nhưng mà có một cái điều ấy là bố mẹ đôi khi người ta gọi là chán quá, mệt mỏi quá với cái việc là làm thế nào để cho con tăng cường đề kháng, khỏe mạnh hơn rồi. Thế nên là cứ thấy ai bảo là có cái sản phẩm gì thì đi mua. Thế đi mua về ấy, thì lại mong là nó phải đạt được kết quả nhanh. Thế nên là đôi khi uống một tháng, nửa tháng không thấy đỡ thì lại mua lại đổi một cái sản phẩm khác. Tức là gần như các em bé sẽ liên tục bị thay các sản phẩm và gần như là không có tác dụng. Đó chính vì thế cái việc đầu tiên mà bác sĩ Thắng luôn nói này, đó là khi mà chúng ta đã xác định được con của chúng ta có một vấn đề gì đó, ví dụ như là bé biếng ăn, ví dụ như là bé hay ốm, ví dụ như là bé chậm chiều cao, thì chúng ta sẽ phải cố gắng lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp nhất đối với con. Sau đó thì chúng ta bổ sung một cái khoảng thời gian đủ dài để cho con có thể phát triển được tốt. Đó, mà nếu mà các bạn đang gặp những cái vấn đề như thế này, có thể inbox, nhắn tin bác sĩ Thắng để bác sĩ Thắng có thể tư vấn từng vấn đề cụ thể cho con của bạn. Và nhớ nhé, là ngoài cái việc bổ sung các cái dưỡng chất cho bé đó, chúng ta phải đủ một khoảng đủ dài nhé, thì song hành với cái đó chúng ta phải thay đổi cái chế độ ăn của con cho nó phù hợp. Ví dụ như những em bé mà có vấn đề về thiếu sắt, chúng ta bổ sung sắt cho con rồi, nhưng mà sao chúng ta phải tăng cường cái lượng thịt đỏ ở trong cái thức ăn của bé, tăng cường cho bé ăn những cái rau sẫm màu hơn đó. Thì dần dần về sau là gì, ngoài cái lượng sắt từ sản phẩm bổ sung thì các bé còn được cung cấp từ các thức ăn bình thường nữa. Có nghĩa là gì, chúng ta không được quyền phụ thuộc hoàn toàn vào những cái sản phẩm bổ sung, mà trong cái lúc mà gì em bé đang bị thiếu, chúng ta bổ sung để em bé lấy lại được đà tăng trưởng, nhưng sau đó chúng ta phải dần dần thay thế những cái sản phẩm bổ sung đó bằng cái việc ăn uống thông thường của các em bé hàng ngày nhá. Đấy, cái sai lầm này là rất là thường gặp đấy. Bố mẹ là gì, bỏ quên cái việc ăn uống, bởi vì đôi khi là chán quá, nản quá rồi con biếng ăn, con không chịu ăn vân vân. Nhưng bạn nên nhớ rằng khi các bạn bổ sung đủ dưỡng chất của con thì dần dần các em bé sẽ ăn tốt trở lại. Nếu bạn kết hợp cả hai cái này cùng một lúc ấy, thì dần dần về sau ấy, con mình nó sẽ ăn uống rất là tốt. Đó, vừa bổ sung tốt vừa ăn uống tốt ấy, thì cái phát triển của con sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái vấn đề số 2 mà bố mẹ rất hay để quên ấy, đó là gì? Bố mẹ sẽ mua các thực phẩm bổ sung về, bố mẹ sẽ cho con ăn rất nhiều các thức ăn ngon, thức ăn giàu dinh dưỡng. Nhưng bố mẹ quên mất được là gì? Cái gì đang hấp thu những cái thức ăn, những cái thực phẩm bổ sung đó cho các bé? Đó là hệ tiêu hóa của con. Và đặc biệt thì những cái bạn mà gầy gò, ốm yếu, ốm tay đi tay lại nhiều dần, thấp còi suy dưỡng vân vân ấy, những cái bạn nói thì gần như 100% là có vấn đề về tiêu hóa. Các bé sẽ hấp thu kém, các bé dễ bị rối loạn tiêu hóa vân vân. Chính vì thế cái câu cuộc đầu tiên bác sĩ Thắng nói vui như này, nếu các bạn không đủ khả năng để bổ sung tất cả những dưỡng chất con đang thiếu, có nghĩa bạn chỉ có hai sự chọn, hoặc mua thức ăn hoặc mua các dưỡng chất thì thôi. Ví dụ như bạn mua thức ăn này, thì bạn không được quên một thứ mà sẽ giúp con bạn ấy tối ưu được cái nguồn lực, đó là phải cải thiện hệ tiêu hóa. Và cải thiện hệ tiêu hóa thì chúng ta có những cái lựa chọn như sau. Thứ nhất là phải cho bé sử dụng men vi sinh. Đó, các loại men vi sinh phù hợp với tình trạng của bé. Bé táo bón dùng khác mà bé tiêu chảy sẽ dùng khác nhé. Rồi phải cho con uống nhiều nước hơn. Đó, cái việc uống nhiều nước cũng giúp làm cái nhu động tiêu hóa tốt hơn và hấp thu tốt hơn. Và số 3 đó là bố mẹ có thể là bổ sung kẽm và vitamin C cho bé. Vì nên nhớ rằng là khi có những cái tổn thương đường tiêu hóa thì cái tế bào niêm mạc đường tiêu hóa nó sẽ phải cần phải hồi phục lại. Và kẽm và vitamin C là rất cần thiết cho việc hồi phục niêm mạc đường hô hấp, đường tiêu hóa đều giống nhau cả. Chính vì thế nếu bố mẹ không có thể bổ sung được tất cả các dưỡng chất con đang thiếu, thôi bố mẹ mua thức ăn. Nhưng đừng quên hãy cải thiện tiêu hóa cho con bằng kẽm, bằng vitamin C, bằng men vi sinh để con hấp thu tốt hơn. Đôi khi chỉ cần một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thôi, bé cũng sẽ hấp thu được các dưỡng chất từ thức ăn, từ các thực phẩm bổ sung, và bé sẽ cao lớn này, khỏe mạnh trở lại nhá. Thế nên nhớ này, không bao giờ được quên hệ tiêu hóa trong cái quá trình mà bổ sung cho con để tăng cường sức đề kháng để con khỏe mạnh nhé, không được quên cái này. Thì đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này đó. Nếu bố mẹ có vấn đề gì cần tư vấn, hãy nhắn tin vào trang của bác sĩ Thắng sẽ tư vấn từng vấn đề cụ thể cho các bạn. Và cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.